Bất cẩn trong lúc băng qua đường, hai người đàn ông đi trên xe máy bị xe buýt chạy tới tông mạnh, khiến một người văng ra xa phía ngoài, một người kẹt dưới gầm xe buýt vào sáng ngày 25 tháng 7 năm 2014. Khi đó, ông Nguyễn Văn Ngọc, 43 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Ninh, chạy xe máy biển số 55P1-4839, chở theo một người nam ngồi phía sau, lưu thông trên đường Kinh Dương Vương, hướng từ vòng xoay Phú Lâm về vòng xoay An Lạc. Khi đến trước cổng bến xe miền Tây quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh thì ông Ngọc cho xe rẽ trái sang đường vào bến xe, nhưng do thiếu quan sát, lúc qua đường cả hai bị xe buýt biển số 53N4955 do ông Nguyễn Tấn Thành 56 tuổi ở quận 5 chạy cùng chiều tới trên làn ô tô tông mạnh. Hậu quả là người ngồi phía sau xe máy văng ra xa phía ngoài, ông Ngọc cùng xe máy bị mắc kẹt dưới gầm xe buýt, bị kéo lê một đoạn trên đường. Để giải cứu ông Ngọc, tài xế xe buýt phải cho phương tiện lùi lại, kéo xe máy và người ra ngoài rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu. May mắn ông Ngọc chỉ bị xây xát ngoài da, gãy răng và hiện sức khỏe đã ổn định.